chào các bạn, mình đến từ Asen. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cách sử dụng và điều khiển mẫu xe mới. Đây là mẫu xe của chúng ta, mẫu xe mini rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp và ra và test thử mẫu xe này cho các bạn. Vâng, và đây là mẫu xe của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ tháo hộp ra. Chúng ta chỉ cần kéo khai lên. Và đây là chiếc xe của chúng ta. Và phía bên dưới là bộ điều khiển. Chúng ta chỉ cần kéo qua và lấy bộ điều khiển ra. Và bây giờ mình sẽ tháo xe ra. Xe này bạn cũng có thể gắn trực tiếp vào lên đây cho nhỏ gọn như thế này. Đây, bộ điều khiển. Mẫu xe trước thì mình giới thiệu các bạn là mẫu pin sạc, còn mẫu xe này mình xin giới thiệu các bạn đó là pin tiểu ha. Và remote cũng tham vậy, hai cái pin tiểu 3 3. Rồi thì sau khi gắn vào thì chúng ta sẽ tiến hành bật công tắc điều khiển lên. Sau khi gắn vào thì xe nó đã được kết nối. Lưu ý là đây có công tắc on off nè, chúng ta bật on lên. Đó, và điều khiển. Tiếng thì đèn nó sẽ trước sẽ sáng, lùi đèn sau sẽ sáng ha. Quẹo trái. Do đây là không phải nền gạch nên xe nó có tốc độ hơi chậm, do có vật do có ma sát mạnh cho nên xe nó không, xe của ta sẽ không chạy nhanh được. Thì các bạn lưu ý là sau khi chơi không xong thì chúng ta sẽ tắt công tắc của xe để tiết kiệm pin cho xe. Còn công tắc remote thì chúng ta sẽ không cần tháo pin ra vì và nó sẽ không sáng đèn khi nào chúng ta điều khiển á, thì nó mới sáng đèn và pin nó mới bắt đầu hoạt động. Thì toàn bộ sản phẩm này á gồm có một cái mẫu xe điều khiển như thế này, một remote điều khiển anten, một sách hướng dẫn điều khiển như thế này. Thì nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website asen.vn, sau đó gọi với một từ khóa là 8008 thì nó sẽ ra toàn bộ hình ảnh và sản phẩm của mẫu xe này kèm theo video hướng dẫn bên dưới. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và thú vị, các bạn có thể like, share và subscribe kênh thì Action sẽ giới thiệu cho các bạn những mẫu sản phẩm mới độc đáo và hấp dẫn khác trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.